Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Đến nay, danh tính của người mặc sắc phục công an đến nhà Antifan cùng với Hương Giang trong video clip làm bạn với Antifan vẫn chưa được xác định. Được biết, nếu việc này là cô nàng cố ý làm giả, thì cô nàng sẽ phải đối mặt với án tù. Cụ thể thông tin như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Trước đó, khi vừa mới có động thái tuyên chiến với Antifan, Hương Giang đã lập tức đăng ảnh của một người mặc sắc phục công an đến tận nhà nhân vật được cho là anti của mình, bắt người này viết biên bản, chia sẻ lý do vì sao người này ghét mình và làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra. Video clip đồng thời cũng được tung ra sau đó một ngày như để chứng thực Hương Giang không dàn dựng như cộng đồng mạng suy luận. Nữ ca sĩ cũng liên tục khẳng định không hề có sự gán ghép dàn dựng nào ở đây. Việc người mặc sắc phục công an kia cùng cô đến tận nhà Antifan chỉ đơn giản bởi vì Antifan này có con nhỏ, không thể lên phường được. Tuy nhiên, không quá nhiều người tin tưởng vào những gì Hương Giang nói và công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo công an quận 2 yêu cầu công an phường Thảo Điền phải xác minh, báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc. Sau đó ít lâu, video làm bạn cùng Antifan của Hương Giang đã bay màu khỏi kênh YouTube chính thức. Dẫu trước đó cô nàng còn hùng hồn tuyên bố sẽ làm hẳn một series cho ra trò. Trong trường hợp xác định Hương Giang thuê người giả danh công an để đóng video clip của mình, nữ ca sĩ Hương Giang có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo Điều 339 Bộ Luật Hình sự 2015, hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác có thể bị phạt tù lên đến 2 năm. Dù Hương Giang đã chính thức gửi tâm thư xin lỗi người hâm mộ vì những ồn ào vừa qua, và đó được xem như động thái kết thúc cuộc chiến với Antifan. Đồng thời, nữ hoàng chiến giới cũng tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cuộc chiến giữa Hương Giang và Antifan đã thực sự dừng lại như người đẹp mong muốn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Bin News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!